Bộ truyện, cô ấy đã trở lại, tác giả, tây tây đặt. Chương 1 Nữ minh tinh chu tử tri tái xuất khiến trong ngoài giới xôn xao, tiêu đề chiếm vị trí nổi bật trên các trang bìa tạp chí, thành công đá tin tức của một nam diễn viên nào đó đang gây dựng thanh danh, người chồng tốt, bất ngờ trật đường rây rơi sang bản tin bên lề. Kỳ tích y học không đủ sức hấp dẫn, cũng không đáng để mọi người tốn thời gian, nguồn lực để suy nghĩ sâu xa, điều làm bọn họ hứng thú là phương thức tái xuất của cô thành phố hát, kinh đô điện ảnh, kiến trúc cổ kính, đường phố tấp nập, người bán hàng trong rêu rao in ỏi, âm nhạc vang dội từ quán rượu, người kể chuyện đều đặn theo nhịp gõ, những nhóm người mặc áo choàng dài, tất cả đều phản phất chen mình trong khoảng không gian khác. Nhưng nhóm người áo cọc quần ngắn đứng xung quanh nhìn chăm chú, nhắc nhở nhân viên đoàn phim đang mướt mồ hôi, dễ dàng kéo thị giác mọi người về hiện thực. Hôm nay bộ phim điện ảnh Hiệp đường nổ phát súng đầu tiên, nhân viên đã sắp khung hình từ sớm, đạo cụ luôn trong tư thế sẵn sàng, trang phục, ánh sáng và các phương diện khác đều chuẩn bị đầy đủ, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, giữa khoảng đó rút ra chút thời gian làm đầy bụng, những thời điểm còn lại đều tập trung vào đây. Thiếu nữ thanh xuân một thân thuần trắng cầm kiếm, bất mãn than thở, tỷ tỷ, sao tỷ không nói mùi biết, tỷ đã quen biết lý công tử từ trước, còn cùng bái kiến chương lão môn. Nữ tử lục y đối diện nhẹ giọng nói, dĩ nhi đã là quá khứ rồi, nhắc lại có ý nghĩa gì? Thiếu nữ bạch y sửng sốt, quên nên trả lời thế nào, đơn như tượng sát, gương mặt dần dần đỏ lên. Các người đàn ông trung niên ngồi ở trước máy theo dõi cởi mũ lưỡi trai xuống, ngón tay có chút ú nần dùng sức cào cào mái tóc, giọng nói dữ dằn, tạm nghỉ ba phút. Bạch y thiếu nữ, nữ chính hiệp đường bạch dĩnh do trần gia thủ vai phẫn nộ hỏi, chu tử tri, chị cố ý đúng không, cố ý lúc quay phim dùng loại ánh mắt chăm chọc nhìn cô, Hãy cô quên lời thoại. Chu tử tri đã đi xa, góc áo màu xanh lục theo bước chân cô đông đưa đôi chút, mang ý vị thanh nhã khác xa với quần áo những người đang bận rộn chung quanh. Đến bộ phận quay phim, phó đạo diễn lão lưu hại giọng nói, đạo diễn Vương, Trần Gia cứ quên thoại thế này, chỉ sợ bao nhiêu cuốn phim cũng dùng không đủ. Người nào ra tiền người đó là trời, biết làm sao được Vương phú khịt mũi một cái, dù đưa đứa trẻ chậm phát triển đến, chúng ta cũng đành chịu. Lão Lưu khóe miệng run rẩy, rõ ràng nờ dê, cảnh quay hỏng, suốt một buổi chiều đã khiến vị này bất mãn đầy bụng. Nếu đổi nhân vật một chút thì sao, để Chu Tử Tri diễn bạch dĩnh. Lão Lưu vừa nói vừa dùng ánh mắt xuyên qua đám nhân viên thẳng tới thân ảnh gầy gò. Ai cũng không ngờ cô gái kia lại rất biết phát huy, thu hồi ánh sáng và vẻ kiêu ngạo hợp lý thế. Lúc nãy Chu Tử Tri cao ngạo kiêu căng, tà mị, hung hăng biết mấy, mà từ lúc cuối người cảm ơn khi kết thúc màn diễn cô ấy đã khôi phục hình ảnh giản dị thanh lịch cộng thêm mấy phần quyến rũ hấp dẫn chu tử tri trước đây rất ít khi nằm mơ dường như có thể duy trì một tư thế đến hừng đông hiện tại chất lượng giấc ngủ rất kém cỏi không biết bắt đầu từ lúc nào cô có triệu chứng kháng cự ban đêm nuốt thuốc ngủ chu tử tri mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà trong đầu chợt lóe những hình ảnh lộn xộn có lúc nhỏ có đại học sau khi tốt nghiệp tiến vào giới văn nghệ, những thước phim đa dạng đang xen một chỗ, giống như virus phát tán, không thể kiểm soát. Chu Tử Tri nhắm mắt lại, tuổi trẻ đã không thể quay lại nữa rồi, những câu nói và những khoảng khắc Hà Duyệt Minh chia sẻ trên dòng thời gian đã sớm dài thông. Bỏ qua tất cả đi, không khó đâu, không thể định dạng nữa rồi, may mà cô mới 30 tuổi còn có thể bắt đầu lại. Ngày hôm sau Chu Tử Tri có một cảnh quay hành động, chỉ đạo kỹ thuật đề nghị quay trước phần bị đánh bay ra ngoài ngã vào hồ nước cô được trang bị cáp treo hướng phía sau thủ thế vài thanh niên giữ chặt dây cáp dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh cường độ hợp lý khoảng khắc bay lên trời cao chu tử tri thấy khẩn trương cảm xúc của cô không tránh khỏi ánh mắt của đạo diễn và võ sư chỉ đạo kỹ thuật có thâm niên vẻ mặt bọn họ đầy lo lắng ở trên không trung bay tới bay lui đâu có dễ diễn viên thực hiện động tác đúng chiều hay không cường độ khống chế dây cáp phải thế nào đều là nhân tố mấu chốt dẫn đến số lần nờ dê chu tử tri là diễn viên có kinh nghiệm mấy cái này không làm khó được cô ấy vương phú nhìn máy theo dõi chu tử tri đang đứng trên cạnh trúc hắn phất tay thư ký trường quay cầm bản gỗ đập một cái kêu tiếp đám thanh niên đồng thời dùng lực cánh tay chu tử tri bay ngược ra ngoài nhào lộn một cái thân mình xẹt qua rừng trúc rậm rạp tươi tốt rơi xuống hồ nước bốn năm giây sau cắt Hai nhân viên sớm chờ ở đáy nước kéo chu tử tri trồi lên, giảng dư cầm khăn mặt vội vàng tiến lên lau nước giúp cô. Tuy mùa hè, cả người ướt nhem cũng không dễ chịu. Sắc mặt chu tử tri hơi trắng bệt, uống một ngụm nước ấm, tầm mắt dừng trên màn hình máy theo dõi, tua lại cảnh cô vừa thực hiện ngắn ngủi vài chục giây. Chỗ này không đủ tự nhiên, vương phú thả chậm giọng nói, làm lại lần nữa. Được. chu tử tri không phản đối, tự giác đi trang điểm lại trần gia ngồi gần đó nhìn không được biểu môi cô ấy ngốc ghê tìm diễn viên đóng thế là được rồi phùng hạo trong vai lý hách lắc đầu không phải cảnh hành động nào cũng được dùng diễn viên đóng thế đâu chưa kể với đạo đức nghề nghiệp của một diễn viên lấy thí dụ như hiệp đường này là một bộ phim đề tài tiên hiệp hơn phân nửa cảnh quay đều cần hoàn thành trên cáp treo nếu độ khó quá cao thì được dùng thế thân còn tất cả những cảnh bắt buộc lộ mặt đều phải tự động thực hiện giới giải trí giống như một nồi nước sôi một khi bọt khí dân trào, sẽ có người tiếp thêm củi lửa, nồi nước kia vĩnh viễn không có thời khắc nguội lạnh. Hà Duyệt Minh và An Ý như được xem là một cặp vợ chồng tương lai có nhan sắc cao, tiêu đề in đậm nổi bật dễ gây sự chú ý, chuyện phong bách dục nói tối qua, sáng nay đã hiện diện trên mặt báo. Chu Tử Tri mở tờ báo, trong hình, một đôi nam nữ tựa vào nhau, nữ dáng người cao gầy cân xứng, mặc một bộ váy dài mẫu đơn đuôi cá, một thiết kế mang thương hiệu quốc tế, cao quý xinh đẹp nam một thân tây trang màu xanh ngọc được cắt may khéo léo, đẹp trai ngời ngời. Quyến rũ sạch sẽ, trăng sao vây quanh. Móng tay chu tử tri vô thức hãm sâu tờ báo, tức ngực khiến cô hô hấp có chút khó khăn. Chị tử tri, không có chuyện gì chứ. Không có gì, chu tử tri ngẩng đầu, không chút sơ hở. An ý như hạnh phúc quá, giảng dư hai mắt hâm mộ, lúc trước đưa tin nam thần bí mật cùng một cô gái ra vào khách sạn, cô nghĩ nhất định do phóng viên viết bậy, Kết quả nửa tháng sau, nam thần ra thông báo xác nhận chuyện tình cảm. Chị tử tri, chị quen chị ấy không? Không quen, chu tử tri đáp dứt khoát. Giảng Dương ngơ ngác, an ý như với chị tử tri là đồng học cùng lớp đại học mà, kể ra còn chung công ty quản lý nữa, chỉ có đều hai người khai thác hai phương hướng khác biệt. An ý như đi theo con đường phim thần tượng, chị tử tri phát triển lĩnh vực phim điện ảnh, số lần hợp tác tính ra không nhiều. Cô tưởng trên mạng nói hai người không hợp là lời đồn thôi, hiện tại xem ra là thật. Chu Tử Tri gấp tờ báo lại, giảng dư, trên mũi em nổi hai nốt mụn to đụng là sao thế này? Nóng trong người nên nó vậy á chị, giảng dư sụi vai, mỗi lần đi ăn buffet lúc trả tiền đều thấy khó chịu. Phùng Hào cầm kịch bản đến, Tử Tri, chúng ta giật lời thoại một chút được không? Chu Tử Tri ngẩng đầu cười cười, được phim điện ảnh hiệp đường này là tác phẩm chu tử tri tái xuất sau khi bị thương thay lời thông báo với những người yêu cô ghét cô cô đã trở lại mọi chuyện đều ổn đối với nhân vật tuyến hai phùng hạo đây cũng là bộ phim rất quan trọng tuổi hắn tuy không kém chu tử tri bao nhiêu nhưng hắn xuất đạo muộn ra đĩa nhạc dẫn chương trình quay phim xem như nghệ sĩ toàn năng vẫn không chìm không nổi đây là lần đầu tiên hắn đảm nhiệm vai chính hôm nay quay cảnh hai người đối diễn bạch hồi bị người phái ma môn tập kích thân chịu trọng thương lý hách dẫn vài sư đệ đi ngang qua giúp bạch hồi thoát khỏi khốn cảnh khởi động máy quay phùng hạo và chu tử tri đều nhập tâm vào nhân vật trạng thái đều rất ổn định cảnh này nếu thuyết minh đúng chỗ sẽ dẫn dụ khán giả vào bầu không khí không thể tả cảm thụ cảm giác quen thuộc mà xa lạ hơn nửa đêm hà duyệt minh nồng nặc mùi rượt về hắn lắc lư đầu chìa khóa trượt khỏi ngón tay hắn cau chặt mày chuẩn bị không người nhặt chìa khóa, cửa đã mở ra từ bên trong. An Ý Như ăn mặc chỉnh tề, gương mặt vẫn chưa tẩy trang, cô khoanh tay dựa cửa, suốt buổi tối anh đi đâu vậy? Giọng điệu chất vấn khiến Hà Duyệt Minh khó chịu, hắn đẩy An Ý Như ra, chạm công tắc trên tường bật đèn, đến kệ giày đổi dép lê sao không bật đèn. An Ý Như đóng cửa lại, cô không đáp mà hỏi lại, có chút mất kiên nhẫn, đi tìm nó phải không? Thân thể cứng lại, Hà Duyệt Minh lay lay tóc vào bếp trót ly nước, nhìn đồ ăn đặt đầy bàn, tất cả đều là những món hắn thích, bát đũa cũng chưa động qua, đồ ăn đã nguội lạnh. Hắn hơi mím môi, sau này không cần chờ tôi. Bàn đồ ăn là do đích thân an ý như cố ý về sớm để nấu, cô mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị, kết quả chính là từ chờ mong đến thất vọng, sau đó đến nản lòng thoái chí. Tuy chờ đợi vô vọng như vậy đã trải qua vô số lần suốt mấy năm trời, nhưng cô chưa bao giờ có cảm giác khủng hoảng như đêm nay, bởi vì cô gái ấy. Sao hả, dám làm không dám nhận phải không, đêm nay cô cố tình muốn xé mở bí mật chôn giấu của Hà Duyệt Minh. Tự hồ không muốn tranh cãi, trong mắt Hà Duyệt Minh hiện lên vẻ mệt mỏi, bộ phim kia phía đầu tư chỉ định nữ chính là người mới, thiếu kinh nghiệm, tính tình lại không tốt, cô ấy chỉ diễn nữ phụ, dư luận quan tâm rất nhiều, qua cũng không dễ. An ý như ha ha hai tiếng, trên mặt chăm chọc, nó qua không tốt, chúng ta cũng phải vậy đúng không? hà duyệt minh xoay người khẩu khí lạnh băng an ý như cô muốn thế nào đây là tôi muốn thế nào hay anh muốn thế nào an ý như thanh âm chanh chua hà duyệt minh anh bày ra dáng vẻ tiếc thương này cho ai coi tử tri bây giờ chỉ sợ còn không thèm nhìn anh một cái lời này giống như đâm trúng tim hà duyệt minh phẫn nộ xấu hổ đau khổ cảm xúc phức tạp xé nát lý trí hắn thành từng mảnh nhỏ hắn mạnh mẽ giữ cầm an ý như hô hấp dồn dập trước đó ở bệnh viện nó nhào lên đánh anh thế nào Anh quên rồi hả An ý như nhìn đau Anh và tôi đều biết rõ chu tử tri là dạng người nào Nó hiện tại bình tĩnh như vậy Không phải là đã tha thứ Mà chỉ là không thèm nhìn tới nữa thôi Hà Duyệt Minh vẻ mặt thay đổi Hắn thu tay Không nói một lời Bỏ lên lầu An ý như siết chặt tay Móng tay màu hồng tinh xảo khảm vào thịt lòng bàn tay chu tử tri Sao mày còn trở lại Thời tiết nóng bức như trước Sớm muộn gì trời sẽ đổ cơn mưa, hiệp đường quay hơn một tháng đã qua hơn phân nửa tiến độ trên dưới đoàn phim ở chung đều rất hòa hợp trần gia là người mới duy nhất trong nhóm diễn viên thái độ đoan chính tính tình đã thu liễm rất nhiều so với những ngày đầu tiên vô luận đề tài tác phẩm là gì cảnh thân thiết đều có khả năng đẩy câu chuyện lên cao triều mức độ thu hút luôn luôn rất cao thậm chí không ít công ty sử dụng mánh lới cắt một đoạn phim ra để tuyên truyền ở giai đoạn hậu kỳ vai diễn Chu Tử Tri trong phim Phát sinh tình cảm với Đại sư Huynh, nam diễn viên Trần Công Khắc, hai người sắp có một cảnh quay thân mật, các nhân viên đều bị đuổi ra ngoài chỉ còn lại vương phú và thợ quay hình. Trần Công Khắc tuy đã xuất đạo mấy năm, nhưng đều đảm nhận kiểu nhân vật cứng rắn, mạnh mẽ trong các bộ phim chiến tranh hành động, chưa từng đóng cảnh tiếp xúc thân mật với nữ diễn viên khác, hắn lại chưa từng yêu, cũng không biết cái gọi là chuồng chuồng lướt nước thời nay là kỹ thuật gì nên hắn mặc giày mày dạng hỏi phùng hạo để lấy kinh nghiệm thả lỏng chút tự nhiên là được tranh thủ quay một lần thôi trần công khắc căng thẳng cứng mặt tôi cũng hy vọng một lần thông qua vỗ vỗ bả vai trần công khắc phùng hạo rầu rĩ trong lòng nghề diễn viên khó tránh khỏi đụng chạm hắn cũng từng có cảnh hôn nóng bỏng đều dùng diễn viên đóng thế vấn đề là vương phú luôn đòi hỏi kỹ thuật cao bao gồm động tác thân thể khuôn miệng mức độ nhập tâm nếu không thấy có hồn thì sẽ không hô qua. Trong bộ phim này, Chu Tử Tri và Trần Công Khắc diễn cảnh tình cảm còn nhiều hơn hắn và Trần Gia. Trần Công Khắc ngủ quan anh Tuấn gâm tụ một chỗ, hắn đem lòng bàn tay đầy mồ hôi chà sát đầu gối, đây là lần đầu tiên tôi hợp tác với Tử Tri. Phùng Hạo không yên lòng chơi di động, tôi cũng thế mà. Ngụ ý là không giúp được anh đâu. Trần Công Khắc đọc đi đọc lại lời kịch mấy lần, hắn khẩn trương đến mức đánh răng mấy lần, nhai kẹo cao su liên tục, còn hít đất mấy chục cái nữa. Chu tử tri hóa trang xong đi qua thấy hắn đang ôm một chai rượu đỏ, mà rượu trong chai đã vơi hơn phân nửa rồi. Công khắc, anh uống nhiều rượu chi dữ vậy? Giảm bớt hồi hộp một chút, Trần Công khắc ôn hòa nói, tử tri, lát nữa anh có làm gì sai, em đừng nổi giận nha. Chu tử tri ngẩn người, phải xem anh làm cái gì đã. Trần Công khắc xấu hổ cười. Cũng phải hắn một hơi uống cạn rượu còn lại, vào phòng thay trang phục diễn. Chu tử tri đối diện vách tường nhẩm nhẩm lời kịch, thình lình bị tiếng bước chân phía sau dọa giật mình, cô xoay người cách mấy ghế dựa được đặt tùy ý nhìn thấy người đàn ông đang dựa tường, bốn mắt nhìn nhau. Úc trạch nheo mắt, sắm vai người đi săn dồi dào kiên nhẫn, cho con mồi đủ thời gian tiêu trừ đề phòng, cho phép anh tới gần. Chuẩn bị khởi công, vương phú quay đầu nhìn người chỉnh chu bên cạnh, Úc tổng, chúng tôi muốn khởi quay. Úc Trạch không có ý định rời đi, lấy ra hộp thuốc lá, nằm trong phạm vi chừng mực chứ. Đề tài tiên hiệp đừng dung tục quá. Chu Tử Tri lúc đầu còn suy nghĩ hành động của Úc Trạch, sau đó nhập tâm diễn xuất nên ném ra sau đầu. Kết thúc công việc, và diễn viên đề nghị về phòng ở gần đó ăn lẩu, các trợ lý phụ trách mua nguyên liệu nấu ăn, bận rộn như con quay. Chu Tử Tri tiếp điện thoại trong nhà, mẹ, còn chưa ngủ sao? Chưa, mẹ với ba con còn đang xem tivi, mẹ chu hỏi con gái mới quay phim xong hả chu tử tri đứng dưới mái che tránh mưa dạ nhớ ăn tối đó mẹ chu mai là sinh nhật con rồi đừng có quên con sẽ ăn mà mẹ mẹ với ba chú ý giữ gìn sức khỏe vậy nha ba mẹ ngủ ngon chu tử tri cầm điện thoại cất vào túi vải của áo liền mũ cô cúi đầu đi dọc theo bờ tường ai cũng nói 30 tuổi là một bước ngoặt vừa đi vừa nghỉ bước chân vòng qua chỗ rẽ một luồng sáng chiếu tới chu tử tri phản xạ có điều kiện giơ tay che mắt cửa kính xe ở ghế phó hạ xuống mặt úc trạch bị đèn đường bao phủ mơ nhạt mơ hồ không rõ lên xe chu tử tri đứng tại chỗ nếu không có chứng mất trí nhớ cô nhớ rõ ban ngày đã cự tuyệt anh rồi mà úc trạch mở cửa xe nhíu mày nói là em tự lên hay anh ông em lên nhìn quanh bốn phía chu tử tri thái dương nhẹ giật cô đem mũ phía sau áo trùm lên đầu cầm điện thoại gọi phùng hạo tôi có chút chuyện tối nay không qua được đêm khuya mưa phùn kéo dài đèn đuốc sáng trưng ở một góc yên tĩnh chu tử tri nhìn cảnh đêm mơ hồ bên ngoài tấm kính thủy tinh âm thanh sát xô phôn nhu hòa tràn ngập bên tai tất cả đều mang màu sắc rất yên tĩnh thoải mái úc trạch đối diện buông dao nĩa tiếng nói từ tính trầm thấp dễ nghe không hợp khẩu vị cũng được chu tử tri uống một ngụm nước lọc không nhanh không chậm nói úc tổng chuyện của tôi mấy năm qua chắc anh cũng nghe nói rồi tôi từng bị xe tông rất nghiêm trọng tuy rằng đại nạn không chết nhưng đã bị phá tướng trên mặt còn lưu lại ba vết sẹo hơn nữa có khả năng tiềm ẩn tật xấu không chừng lúc nào đó đột nhiên méo miệng mắt xếp không thể khống chế đại tiểu tiện trực giác phụ nữ nói cô biết bữa cơm này không dễ chấm dứt chu tử tri chủ động nhắc nhở úc trạch không cần thiết lãng phí thời gian trên người cô úc trạch khóe miệng rút rút cô gái này đối với chính mình cũng quá độc miệng rồi nói nhiều vậy có khác chưa chu tử tri nhịn không được nghĩ tới những lời đồn đoán về người đàn ông này nào là lạnh lùng khắc nghiệt vô tình vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn sao cô thấy không giống gì hết út trạch hai tay đan nhau ánh mắt nhìn thẳng cô gái trước mặt anh nhếch nhếch môi cười anh cũng không phải người thích vòng vo vài ngày sau phong bách dục gọi điện thoại cho chu tử tri nói đêm qua anh mơ thấy nguyệt lão Chu tử tri ném vỏ quýt vào túi rác, thuận miệng hỏi, thật sao? Nguyệt lão nói gì? Phong bách dục đang làm tóc tại salon, hắn thay đổi một tư thế ngồi khác nói tiếp, Nguyệt lão nói rất nhiều, ví như duyên phận rất kỳ diệu, không thể suy tính, cũng không thể dự đoán, có thể ngày hôm qua còn chưa thấy đâu, hôm nay đã xuất hiện. Chu tử tri vẻ mặt quái dị, đột ngột hỏi, bách dục, anh biết út trạch hả? Phong bách dục thiếu chút nữa đứng bật dậy, hắn tặng hắn cổ hồng, Ê, điện thoại anh sắp hết pin rồi nói sau nha hắn tắt cuộc gọi nhìn chính mình trong gương cười tự đắc khớp lời thoại thợ làm tóc phía sau há hốc mồng lộ ra vẻ mặt thì ra là vậy làm ngôi sao cũng không dễ đến tiệm làm tóc cũng phải hoàn thành công việc cười nói anh dục thật chuyên nghiệp chu tử tri gặp lại úc trạch vào hôm cuối tuần cô ngừng một chút ngữ khí xác định người phong bách dục muốn giới thiệu là anh úc trạch huyệt thái dương nhảy lên không sợ kẻ địch mạnh như hổ chỉ sợ đồng đội ngu như heo quả là hình dung chính xác tên phong bách dục này phụ nữ thông minh quá sẽ không có ai thích đâu úc trạch khẽ nâng cầm giọng điệu nghiêm túc trình bày nhưng mà anh thích chu tử tri quay mặt qua chỗ khác không đáp lại úc trạch nâng mí mắt ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng anh đã xem bộ phim điện ảnh đầu tiên của em rồi là luân hồi không sai chứ. chu tử tri kinh ngạc ngẩng đầu ngay sau đó nghe úc trạch nói da em đã trắng sẵn không cần phải hóa trang đây là lời khen sao bộ phim gia nhập nền điện ảnh của cô là một tác phẩm kinh dị cô diễn vai nữ quỷ giáp không có một câu lời thoại nào chỉ phụ trách bay tới bay lui mà thôi úc trạch nhướng mày đương nhiên chu tử tri lần này thật không nói gì đáp lại suy nghĩ thế nào rồi úc trạch hỏi theo số liệu anh điều tra một tuần là thời gian hợp lý quá ngắn sẽ cho đối phương một loại cảm giác qua loa lỗ mãn không đủ tôn trọng quá dài sẽ khiến đối phương tưởng mình tùy ý nói giỡn sau đó quên luôn chu tử tri cười cười xin lỗi chúng ta không hợp đâu tai nạn ngoài ý muốn lần đó đã để lại bóng ma rất lớn trong lòng cô tình trạng mất ngủ vẫn không thuyên giảm bất luận là thân thể hay tâm trí đều không phải thời kỳ tốt nhất để đón nhận mối tình mới nếu vội vàng chấp nhận kiểu như ứng phó đối với chính mình hay với nửa kia đều rất bất công úc trạch trầm ngâm một lát Bình tĩnh nói, xem ra anh không cho em đủ thời gian để suy nghĩ, anh câu nhẹ khóe môi, chúng ta cứ từ từ, bắt đầu từng bước một vậy. Úc Trạch xử lý xong các văn kiện trong công ty, lái xe về nhà, vừa bước vào cửa đã có ba cặp mắt chăm chú nhìn anh, đặc biệt trong đó có hai ánh nhìn vô cùng nóng bỏng. A Trạch về rồi à, ngồi trên sofa, Úc mẹ mở lời trước, mẹ với thiến thiến mấy đứa vừa mới nhắc tới con đó. Trần Gia vội vàng ngồi thẳng lưng, cười gọi, anh ngồi bên cạnh trần gia là một cô gái tên liễu thiến ngoại hình xinh xắn mặt mày lanh lợi trên người mặc một bộ âu phục nữ màu trắng kết hợp giày cao gót màu da tao nhã dễ nhìn sao thế mới nửa năm không gặp đã không nhận ra em rồi sao trần gia nghe thấy lập tức trợn trắng mắt cô đập mặt xây lại mấy lần rồi đừng nói là anh tôi ba mẹ cô chưa chắc đã nhận ra cô đâu liễu thiến dường như nhận thức được trên mặt vẫn duy trì vẻ tươi cười không đổi Cô không cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ là việc làm đáng xấu hổ Cô dùng tiền bản thân kiếm được thỏa mãn nhu cầu của mình Đâu gây tổn hại đến ai Úc trạch đổi giày đi qua Hỏi em về nước hồi nào Liễu Thiến nói Hôm qua Úc, Liễu hai nhà là bạn bè lâu năm Tuy không qua lại quá thường xuyên Nhưng cũng không quá xa cách Khác với công việc có trật tự của Úc Trạch, sinh hoạt của Liễu Thiến tràn ngập vui tươi và thách thức, cô là nhà thiết kế trang sức cao cấp hàng đầu trong nước, trên thế giới cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Lần này trở về không phải tùy hứng, Liễu Thiến có ý định tái phân bổ thời gian, đổi thứ tự ưu tiên từ công việc nhường lại cho chuyện tình cảm. Gia Gia, con lên lầu tìm đồ giúp cô với cúc mẹ vẫy tay gọi Trần Gia. Trần Gia dạ một tiếng, biểu môi, không tình nguyện lê dép đi theo. Phòng khách còn lại út trạch và Liễu Thiến, không khí tĩnh lặng lan tràn, không hề nảy sinh một tia ái mùi thường có giữa nam đơn gái chiếc. Úc Trạch cởi bỏ áo khoác ngoài, sẵn tay áo sơ mi định chăm trà. Liễu Thiến dành trước một bước, để em, bỗng nhiên cô nói, em chuẩn bị tạo ra một thương hiệu riêng của mình. Úc Trạch nhìn lướt qua, con gái thông minh có rất nhiều loại, anh đánh giá cao sự thông minh của Liễu Thiến, không có gì hơn, còn vẻ thông minh của Chu Tử Tri mới là điều khiến anh thích thú, hoàn toàn bất đồng. Mùng 6 tháng sau anh rảnh chứ, Liễu Thiến nhẹ giọng nói, em muốn tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty, cần ông chủ anh giúp một chút úc trạch nhướng mày một cái e là không được nụ cười trên mặt liễu thiến cứng lại cô vuốt vuốt tóc vài cái che giấu cảm xúc cá nhân sao vậy không tiện à úc trạch từ trong lỗ mũi phát ra một âm tiết ừm con gái trời sinh mẫn cảm liễu thiến mơ hồ phát giác người đàn ông trước mặt có gì đó đã thay đổi tuy không thể nói rõ đó là gì nhưng cảm giác này thực sự tồn tại gió lạnh thổi phần phật qua mí mắt lôi kéo đầu óc hỗn độn của chu tử tri về với trật tự nhiệt độ nóng bỏng bỏng chốc tụt xuống không độ c cô xoay người bỏ đi giơ lên mu bàn tay mát lạnh hung hăng lau chùi đôi môi mới vừa đi hai bước cổ tay đã bị một bàn tay khác giữ lại hơi thở nóng ẩm theo sát phía sau gáy kế đó là một tiếng cười khúc khích gương mặt chu tử tri nhất thời đen thui dẫy không thoát nên quay lại nói bỏ tay anh ra mau út trạch nhướng mày ung dung nhìn ngắm cô gái trước mặt lần đầu tiên nhìn thấy cảm xúc cô ấy biến hóa kịch liệt đến vậy giống như một bé mèo nổi giận trông thật hung dữ nhưng chẳng có chút lực sát thương nào em hứa sẽ không nổi giận trước đi giọng nói ông nhu nhẹ nhàng truyền vào tai chu tử tri nhíu mi muộn rồi vậy thì âm cuối kéo dài mang theo ý cười hàm xúc không rõ út trạch nói như đúng rồi em có thể hôn lại chu tử tri nghe vậy trực tiếp cho anh một cái liếc mắt sắc bén đàn ông gì mà vô liêm sĩ đến xuất quỷ nhập thần, hơn nữa còn hết sức tự nhiên. Chưa hết, Úc Trạch còn tung ra một câu, môi em hơi khô đấy. Chu tử tri nhắm hai mắt, hỏa khí bốc lên tận đầu. Hình như bạn em đến rồi kìa, Úc Trạch nhìn một chiếc xe hơi màu hồng đang tấp vào lề. Bước xuống xe là một cô gái tóc tai ngắn gọn, ngũ quan mang theo chính khí, cô khoác chiếc áo lông màu vàng bên ngoài, quần đi niêm sáng lên hai vòng, dáng người cao ráo cân đối chu tử tri thoáng thấy ánh mắt hơi lạ lạ của cô bạn khi nhìn thấy úc trạch hỏi nam nam hai người biết nhau sao kiều nam nhỏ giọng nói mình là người phụ trách tập huấn nhân viên công ty họ năm ngoái úc trạch đưa tay bắt tay kiều nam ánh mắt giỏi theo chu tử tri đứng tại chỗ nhìn đến khi chiếc xe mất bóng xe rời khỏi quảng trường thời đại kiều nam vừa quan sát tình hình giao thông vừa hỏi bạn học chu tử tri thành thật khai báo cơ duyên nào mà bạn quen biết với ông chủ liên thân cút trạch thế hả chu tử tri mím môi đúng là hơi khô bộ phim mình đóng gần đây là do công ty anh ấy đầu tư kiều nam ái mùi ưng một tiếng hai người phát triển tới bước nào rồi gặp phụ huynh chưa chu tử tri nhìn ngoài cửa sổ xe không phát triển gì cả trong lúc đợi đèn đỏ kiều nam chỉ chỉ hai mắt mình tử tri bạn xem đây là cái gì hả mắt mình không phải đồ trang trí, Kiều Nam tự hỏi tự trả lời, trời đông giá rét thế này, anh ta không ở nhà nghỉ ngơi, chạy ra đường đứng đợi với bạn, không đến mức ăn no rửng mỡ chứ. Chu Tử Tri trầm mặt không nói. Trong câu lạc bộ tụi mình, toàn bộ đồng bào nữ giới đều bầu chọn anh ta là mẫu người yêu lý tưởng, là toàn bộ đấy, Kiều Nam kích động xong, bất ngờ chuyển sang chế độ thân tình, bạn cũng trưởng thành rồi, nhìn mình xem, đã là mẹ của đứa nhỏ 2 tuổi con gì, cho nên bạn nhất định phải nắm bắt thời cơ hội lần này đi chiếc giường gấp đôi bình thường chiếm gần hết diện tích căn phòng không gian thoáng đạt ban đầu trở nên eo hẹp chu tử tri hỏi có thể đổi trả lại hay không nhân viên nói dạ có thể đổi được ạ à, chị vui lòng cho em xin lại hóa đơn chu tử tri do dự một chút tìm điện thoại gọi cho úc trạch cuộc gọi chủ động đầu tiên kể từ khi hai người quen biết bên kia úc trạch đang họp một bản nhạc violon vang lên bất thình lình quản lý cấp cao các bộ ngành mở to mắt nhìn người đàn ông nghiêm nghị ngồi ở ghế chủ nhiệm thản nhiên móc điện thoại ra khỏi túi, đẩy mắt trồi lên ý cười. Bọn họ nhìn nhau, ở công ty công tác lâu vậy mới nghe tiếng nhạc chuông của bốt lần đầu đó. Hơn nữa, không phải yêu cầu nghiêm khắc khi tiến vào phòng họp là cấm mang điện thoại sao? Anh đây, cút trạch kéo cửa phòng họp ra ngoài. Nhóm quản lý cấp cao mất tự nhiên một lúc, kiềm chế không đặng chụm đầu khe khẽ nói nhỏ, có thể khiến bốt phá bỏ nguyên tắc cuộc gọi đó khẳng định là của con gái rồi nhưng với bốt chính xác phải nói là của một cô gái rất đặc biệt chu tử tri hỏi hóa đơn mua giường anh còn giữ chứ úc trạch chớp mắt anh quăng bỏ rồi gọi cho anh vì chuyện này sao chu tử tri nói vậy cúp đây thật dứt khoát úc trạch bước chân hướng về phòng họp dăm bước lại chuyển phương hướng trở về văn phòng lấy hóa đơn xé làm đôi ném vào thùng rác Chu tử tri thở dài nhìn những đồ vật trang trí đơn giản đối lập với chiếc giường lớn xa hoa, lần đầu gặp gỡ chàng trai ấy khoác trên mình chiếc áo mềm mại, lại từ đó cứng trắng xen vào cuộc sống của cô, vô thức chiếm lấy một vị trí. Thủ đoạn thông minh, không chút sơ hở. Quét mắt nhìn đồng hồ treo tường, 9 giờ 15, Chu tử tri khoác chiếc áo màu xám sẫm rộng rãi, xỏ đôi giày vàng nhạt ra ngoài. Sương mù tán đi, nhiệt độ tăng dần, đường phố rộn ràng nhộn nhịp chu tử tri đến siêu thị mua một chút thức ăn lúc đi ngang qua một cửa tiệm thú cưng cô dừng lại nhìn một chút rồi nhấc chân bước vào giờ này còn sớm trong tiệm không có người khách nào nhân viên túng tụng đùa giỡn trên mặt lờ mờ như vẫn chưa ngủ đủ giấc xin chào quý khách xin hỏi quý khách cần hỗ trợ gì không ạ à? chu tử tri kéo kéo vành nón tôi muốn xem hát labrador và mèo kim mau một chút dạ ở bên này ạ à. Nhân viên nhiệt tình dẫn Chu Tử Tri vào bên trong, đưa tay chỉ hướng một lồng sắt, bên kia là Kim mau, vẫn chưa đến 3 tháng tuổi, rất đáng yêu. Mèo con nằm trong lồng sắt tựa hồ vừa tỉnh ngủ, đưa bụng hướng lên trên, duỗi thân. Chu Tử Tri bị Kim mau hấp dẫn, nhân viên còn nói cái gì sau đó nữa nhưng cô chẳng nghe được chữ nào vào tai. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Chị Chu, chị có hay bị mất ngủ không? Thỉnh thoảng có thường xuyên gặp ác mộng hay giật mình thức dậy lúc giữa đêm không? Đôi khi, chị vẫn luôn dùng thuốc an thần à? Rất ít. Trừ thuốc an thần ra, chị có sử dụng thêm loại thuốc nào khác nữa hay không? Trầm mặt kéo dài, các ngón tay chu tử tri đặt trên đầu gối bất giác siết chặt lại rõ ràng. Đàm âm đóng nô tê bốc lại, nói chị chu, nếu chị không muốn phối hợp, tôi nghĩ chúng ta không cần phải nói thêm gì nữa. Cửa phòng mở ra, Úc Trạch ngồi trên sofa thấy chỉ có đàm âm đi ra, anh nhăn mày lại, sao thế? Đàm âm ngồi xuống bên cạnh anh, nói mình nghi ngờ tinh thần của chị ấy đã phải chịu sự đả kích rất lớn. Nghi ngờ, Úc Trạch lạnh lùng ngờ vực nhìn cô, mình không hy vọng nghe thấy hai chữ nghi ngờ không có căn cứ từ miệng cậu đâu nhé. Đàm âm căng mặt một chút, khó phán xét, trên góc tủ đầu giường có rất nhiều lọ thuốc an thần, nhìn ngày sản xuất có thể phán đoán được số lượng sử dụng. Rõ ràng chị ấy thường xuyên dùng thuốc an thần Hơn nữa từ sọc rác trong phòng mình còn nhìn thấy một lọ thuốc ức chế cảm xúc Mình gợi ý để chị ấy có thể thẳng thắn Chủ động nói ra nhưng chị ấy không chịu tiết lộ Úc trạch im lặng không lên tiếng Đường công gương mặt lãnh ngạnh Đàm âm cũng không quấy rầy Cô ngẩng đầu đánh giá phòng khách Từ chỗ hành lang gần cửa ra vào lần lượt là cái đệm Bàn trà, sofa, bàn ghế Đến vài bức tranh trang trí trên tường Mọi thứ đều đơn giản mà không thiếu ý vị không chút tì vết chủ nhân ngôi nhà cẩn thận kỹ lưỡng sạch sẽ đến mức ám ảnh úc trạch đứng dậy đến trước cửa phòng gõ cửa hành động này đã rơi vào mắt đàn âm trước khi đến gặp chu tử tri cô tưởng rằng đối phương là bạn gái úc trạch không thì sao úc trạch lại tìm cô chứ đến đây mới biết không phải ít nhất hiện tại vẫn chưa phải úc trạch đẩy cửa phòng đi vào ánh mắt khóa chặt thân ảnh gầy gò đứng trước cửa sổ một lúc lâu sau úc trạch mới tất bước đến gần Hương Chanh thản nhiên vọng qua hơi thở, anh thấp giọng nói, đạm âm có thể giúp em. Chu Tử Tri không quay đầu, hai năm trước tỉnh lại tại bệnh viện, tôi chỉ cảm thấy mình mới ngủ một giấc thôi, nhưng bác sĩ nói tôi biết đã qua bốn năm rồi. Tôi rất cố gắng phối hợp phục hồi chức năng, thuyết phục bản thân thích ứng với những biến đổi trong bốn năm đó, cho rằng chỉ cần liều mạng cố gắng, tất cả vẫn có thể tiếp tục, thế nhưng tôi lại quên mất, thế giới này luôn thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi. Tổng doanh thu phòng vé, hiệp đường vượt mức 1 tỷ đồng, không thể không kể đến công lao của dàn diễn viên cùng những đóng góp tuyệt vời của toàn thể đoàn phim. Nhìn chung, phong trào tiên hiệp đã bắt đầu lan rộng ra khắp nơi trên thế giới. Sự thành công của bộ phim đã giúp tất cả mọi người có những thu hoạch cho riêng mình. Danh tiếng của đạo diễn Vương Phú tăng thêm không ít, tác phẩm và cả đoàn phim lê quyết dễ dàng lọt bảng đề cử giải thưởng Kim Mã, có nhiều hy vọng tiến sâu vào vòng trong có rất nhiều người ghen tị về xuất thân của Trần Gia, về việc một gương mặt mới mà được đảm đương vị trí nữ chính, không thể phủ nhận những điều đó nhưng qua bộ phim này cô đã thu được rất nhiều lợi ích bao gồm kinh nghiệm quay phim, trải nghiệm thú vị giúp cô tự tin hơn, đồng thời có được một đám phần tử fans yêu thích cô nữa. Thông qua khả năng nhập vai lý hách phong lưu phóng khoáng, Phùng Hạo nhận thêm vô số lời mời từ các đoàn phim khác, kịch bản gửi đến tấp nập, giá trị con người nhân đôi. Trần Công Khắc chuyển hình tượng được khán giả đón nhận, sau này không chỉ đóng khung trong dạng vai mạnh mẽ mà càng có nhiều cơ hội trải nghiệm những vai diễn đa dạng hơn. Với Chu Tử Tri, cô lựa chọn bộ phim này tái xuất, nhận được thành công đáng kể, 6 năm mất tích, kỹ thuật biểu diễn ngày trở lại càng sâu sắc hơn trước rất nhiều, không ai mở miệng bảo Chu Tử Tri là bình hoa di động cả. Liên thân lựa chọn tác phẩm không nhiều, chất lượng yêu cầu tương đối cao, đầu tư một bộ gây sốc một bộ nghe đồn mỗi kịch bản đều phải qua tay út trạch nhóm biên kịch đều cố gắng chăm chút kịch bản từ đầu đến cuối nhưng vẫn rất ít người được chọn trúng một tuần gần đây toàn bộ nhân viên công ty từ trên xuống dưới đều cảm nhận được bầu không khí cơ quan thay đổi rất không bình thường bước đầu xác định nơi nguồn gốc phát ra từ văn phòng vị kia ở lầu 26. Úc Trạch làm như không thấy ánh mắt cổ quái của bí thư, anh cúi đầu vuốt thẳng tay áo, cô thích ăn cơm tây hay cơm ta. Lời này hỏi đối tượng khác phái, không thể nghi ngờ rất ái mùi, ví như muốn đến một nhà hàng cao cấp, rượu đỏ, hoa hồng, bữa tối lãng mạn ngọt ngào dưới ánh nến, anh và em cùng cùng ly. Bí thư triệu như đẩy đẩy kính mắt trên sóng mũi, lấy động tác che giấu kinh ngạc. Cô tới liên thân gần 10 năm, tâm trạng hồi đầu cũng giống như đại đa số đồng nghiệp nữ khác, ông giấc mộng làm vợ ông chủ lớn, bước vào cửa hào môn, sau này cô kịp thời ghiềm cương trước bờ vực, còn thật thà bước từng bước đến vị trí bí thư. Qua nhiều năm, Triệu Như càng ngày càng thấy may mắn vì quyết định lúc trước, không thì đã sớm bị tống cổ từ lâu rồi, đợi người đàn ông này coi trọng tỷ lệ so với cổ phiếu chỉ tăng không giảm còn thấp hơn. Triệu Như có rút cơ mặt, cảm giác nghe tiếng lòng bản thân cúi đầu xin lỗi đại chúng. Úc Tổng, anh có phiền nếu tôi nói tay ta kết hợp chăng? Cách vài thành phố, Phong Bách dục tỏ vẻ cảm thông, nói bóng gió vài chuyện rồi lên giọng nghiêm túc, tôi nhắc cậu cái này, nếu muốn ông người đẹp về tay, trăm ngàn lần đừng ở sau lưng trêu chọc đến Hà Duyệt Minh làm gì, cứ giao tử tri tự xử lý, xem như tôn trọng cô ấy. Úc Trạch kéo nhẹ khóe miệng, nét âm trầm chợt lóe, tôi có chừng mực. Con đường của Hà Duyệt Minh quá trơn tru, Phong Bách Dục nói, lúc tử tri gặp chuyện anh ta chỉ mới đóng một bộ tiểu lông, từ không có tiếng tâm gì từ từ chiếm lấy ánh hào quang, thuận buồm xuôi gió vô cùng, giống như sau lưng có tay chân cố ý nâng anh ta lên. Úc Trạch thờ ơ, vậy à, nói thêm vài câu rồi gác máy, nhìn đồng hồ đợi đến 10 giờ, anh mới gọi cho Chu Tử Tri, Tử Tri, đến giờ kể chuyện rồi. Trên giường Chu Tử Tri đang đắp mặt nạ dưỡng da, cầm điện thoại mở loa ngoài. Có một chú thỏ con đáng yêu, trên đường mua lễ vật năm mới cho mẹ. Chu Tử Tri rủ mí mắt, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng vang bên tai, giữa màn đêm tuyết rơi ngập trời nhưng giờ phút này trong lòng cô lại tràn đầy ấm áp. Tuyết rơi đến cuối tuần mới ngừng, báo hiệu năm mới đang đến gần. Út mẹ ngày đêm mong ngóng ông cháu nội lải nhảy, sắp hết năm rồi, con trai, không phải con nói sẽ dẫn người về sao? Úc trạch ăn gạch cua, ngầm ngoàm nói, muốn thắng một trận chiến, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được đâu mẹ. Út cha ngồi ghế trên lật lật tờ báo, có chút vui mừng, không sai, nóng vội là điều tối kỵ. Hai cha con đang nói cái gì vậy? Út mẹ trợn mắt nhìn. Út trạch chùi miệng, ba, mẹ, con đi làm đây. Con trai vừa đi khỏi, phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai ông bà ghìa, căn biệt thự xa hoa cũng không cản được vẻ lạnh lẽo. Đứa nhỏ thiến thiến thích A Trạch, bà đâu phải không biết, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn một bà cứ thoải mái nhận quà của nó, không thấy ngại sao, út cha gõ gõ bàn, bà lúc nào cũng chỉ biết lợi cho mình. Một cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay, ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn. Út mẹ sụ mặt, sao ông nói mấy lời khó nghe quá vậy út cha quăng tờ báo xuống tôi còn muốn nói khó nghe hơn nữa kìa được rồi được rồi mà út mẹ gấp gấp đáp về sau nó mang cái gì tới tôi đều không nhận là được chứ gì út cha nhíu mày toát ra vẻ uy nghiêm thiến thiến và a trạch không thể ăn chung một nồi cơm bà đừng gây thêm phiền toái cho a trạch út mẹ đuối lý biết rồi út cha an ủi vợ yêu con dâu rồi sẽ có cháu nội cũng sẽ có Chiều hôm đó, Chu Tử Tri phải xuất hiện trong một sự kiện công cộng, kỳ sinh lý đột ngột đại giá quan lâm, khiến trạng thái của cô không được tốt cho lắm. Giảng Dư đưa bình giữ ấm cho cô, hỏi, chị Tử Tri, có cần xin phép về trước không? Chu Tử Tri uống một ngụm nước ấm, nói, nếu vậy ngày mai em sẽ thấy bản tin nữ diễn viên mới tái xuất đã làm mình làm mẩy, mắc bệnh ngôi sao cho mà xem. Giảng Dư khóe miệng run rẩy, cô tưởng tượng ra rồi, biên tập đáng yêu lại đáng giận khẳng định sẽ thức đêm đánh chữ tuôn ra một tràng lý lẽ dạy đời, tin tức đó mà phát hành, tuyệt đối có một đám người vô tội bị điểm danh. Chu tử tri xoa xoa huyệt thái dương, ra khỏi phòng nghỉ, nở nụ cười công thức hóa nhìn thẳng máy quay. Nhân vật công chúng rất mệt, được hoan nghênh nhiều chừng nào càng bị chú ý nhiều chừng ấy. Khán giả luôn có yêu cầu rất khắc khe đối với họ, đi, đứng, nói năng, làm gì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, dù không dễ dàng nhưng cũng chỉ có thể cố gắng hết mình sau khi hoạt động kết thúc chu tử tri và vài diễn viên nổi tiếng cùng ăn một bữa cơm trong đó có ảnh hậu phương nghệ chu tử tri bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó lấy cuốn sổ tay ra lễ phép hỏi chị phương em có một đứa bạn thân rất thích chị nhất là vai diễn của chị trong bộ ngô đồng sơn vũ chị có thể ký tên cho bạn ấy được không ạ à? được chứ tử tri em đừng khách sáo phương nghệ rất thân thiết hiền hòa chẳng những ký tên, viết câu chúc, mà còn viết thêm một câu thoại kinh điển của nữ chính trong bộ phim truyền hình ấy nữa. Gặp gỡ, bỏ qua, một ý niệm. Chu Tử Tri nhận lại sổ tay, cảm ơn chị Phương, Kiều Nam mà thấy có khi nhảy tưng tưng luôn. Không có gì đâu. Phương Nghệ thuộc hàng năm ít, là người có thâm niên nhất ở đây, bao gồm cả trình độ và thành tích. Chị là một trong số ít đại biểu tài năng nổi tiếng trễ trong giới điện ảnh hơn 30 năm trong nghề chuyên đảm nhận những vai phụ, mày mò đi lên từng chút một, bộ phim đầu tiên đảm nhận vai nữ chính lập tức đoạt giải ảnh hậu, giá trị con người nâng lên hàng tỷ đô la. Con đường nghệ thuật của Phương Nghệ trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng cho các lớp đàn em sau này. Khi bạn đã hoàn toàn chuẩn bị tốt về mọi mặt, thì chỉ còn việc chờ một kỳ ngộ xuất hiện, lúc đó công thành danh toại là điều hiển nhiên. Tử tri, em không uống sao, Phương Nghệ cầm một chai rượu đỏ. Chị Phương, dạ dày em không thoải mái, Chu Tử Tri cười cười. Phương Nghệ cũng không ép, chỉ nhấp một ngụm nhỏ rượu đỏ, nói mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái, em uống canh giữ ấm nhiều vào. Ánh trăng mỏng manh, phố xá vắng vẻ. Chu Tử Tri ngồi trong xe, mi mắt buông hờ tạo thành chiếc bóng hình hoạt động trên gương mặt trắng nõn. Đoạn hội thoại kia cô dường như đọc lướt nhanh như gió, lúc thốt ra lời lại không sai lệch một chữ thì ra câu chuyện của cô và hà duyệt minh phù hợp với nội dung phim truyền hình đến vậy giảng dư lướt quay bộ nam thần xong quay đầu nhìn về phía ghế sau chị tử tri ăn gì lót dạ nha phía trước có bán đậu hũ nóng kìa chu tử tri dựa lưng vào ghế dựa không có tinh thần đáp chị không ăn đâu giảng dư như bà già luôn miệng lải nhải chị tử tri toàn bộ lịch trình ngày mai đều rơi vào buổi chiều chị nhớ đánh dấu trên lịch lại dùng em tối có đau bụng thì chườm túi nước nóng À đúng rồi, đường đỏ em để sẵn trong giỏ sách của chị rồi đó, trước khi ngủ nhớ pha một ly uống, còn cây ít mẫu. Chu tử tri cười ra tiếng, ánh mắt nhu hòa, chị biết rồi. Cô quay sang phân phó tài xế đưa giảng dư về. Giảng dư ghé vào cửa kính xe vẫy tay cười, chị tử tri, tạm biệt. Chu tử tri đứng trên vỉa hè, nhìn theo cho đến khi chiếc xe biến mất sau cửa khu, cô hà hơi, xoay người đi vào hành lang. Đến 10 giờ tối, Úc Trạch theo thường lệ gọi đến kể chuyện cho Chu Tử Tri, nghe thấy bên kia có gì đó không thích hợp, chân mày cau lại, hỏi dò em thấy không khỏe chỗ nào sao. Chu Tử Tri ông túi trường nóng, không có gì đâu, ngủ một giấc là khỏe thôi. Cô không nghe thấy một câu đáp vạn năng uống nhiều nước ấm, thì đầu kia đã cúp máy rồi. Úc Trạch bay nhanh mặc quần áo định ra ngoài, Úc mẹ đang rót nước ở lầu một nghe động tỉnh lập tức quay ra hỏi, đã trễ thế này còn ra ngoài, giọng điệu mười phần biểu hiện bản tính nhiều chuyện sụt sôi trong người, chỉ còn thiếu viết chữ lên mặt. Úc trạch động tác nhanh nhẹn, môi mỏng nhất, còn có chút việc. Nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, Úc mẹ nhỏ giọng hỏi, con trai, vậy tối nay có về không? Úc trạch cúi đầu đổi giày, nghe câu mẹ hỏi thiếu chút ngã sắp mặt, khóe môi run rẩy, mẹ, không về thì con ngủ ở đâu, trái lại anh cũng rất muốn khỏi trở về đây lắm chứ. Bị con trai hỏi ngược lại, da mặt Úc mẹ nhất thời hồng hồng, hơn nửa ngày chưa nói thêm một chữ nào đợi anh đi khỏi bà đóng cửa lại trong lòng nghi ngờ cũng không biết cô gái ấy ra làm sao đến cùng là tốt cỡ nào có thể khiến con trai bà quan tâm đến vậy tuổi càng lớn càng dễ hoài cảm út mẹ nhớ tới dương phàm đứa trẻ này bộ dáng rất tốt lại xuất ngoại chỉ có thể cách hai đứa duyên phận không đủ chu tử tri cuồng mình như con tôm cả người ê ẩm mồ hôi từ từ túa ra buổi chiều bận rộn nên lực chú ý bị phân tán hiện tại rảnh rỗi, cơn đau càng rõ ràng, thắt lưng đau, bụng đau, hầu như chỗ nào cũng đau, chỉ có thể nằm im lầm ngao. Úc Trạch không về nhà mà chiếm dụng ghế sofa mới mua ở phòng khách của Chu Tử Tri, thân hình cao gần một m chín rúng tró lại mới tạm đủ chỗ chứa, tay chân đều thòng hết ra ngoài, hoa rất khó chịu. Nửa đêm anh trở mình ngã xuống đất, bàn tay chạm đến không phải nền đá lạnh lẽo, mà là thảm nhung ấm áp. Không biết từ khi nào trải sẵn trên mặt đất, một tầng thật dày, thật mềm. Úc Trạch nhếch nhếch môi cười, anh từng nói anh ngủ hay xoay người, cô gái kia lại ghi tạc lời nói bâng quơ ấy ở trong lòng cơ đấy. Ngày hôm sau Chu Tử Tri bước ra khỏi phòng, trong phòng khách người nọ ngồi trên ghế bắt chéo chân xem báo, trên bàn là bữa sáng đã được chuẩn bị. Khung ảnh ấm áp, khiến mọi mệt mỏi trong cô bay biến. Úc Trạch xếp tờ báo lại, nhìn thấy cô vẫn còn lơ ngơ, nhắc em đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị ăn sáng nào chu tử tri vô ý thức xoay người tiếng vào buồn vệ sinh dòng nước chậm rãi biến nhiệt cô lấy tay thử độ ấm không nén được quay người lại vừa vặn lọc vào một ánh mắt thâm thúy chứa ý cười nhàn nhạt sao nào có phải hôm nay càng thích anh hơn hôm qua không đúng vậy lúc này đổi lại út tổng sửng sốt anh cúi đầu lay lay tóc khóe môi kìm không đặng kéo lên một độ cong y hệt dáng vẻ đứa trẻ được thưởng kẹo vừa phấn khích vừa lưu luyến Cuối cùng không ngăn nổi bản thân mà thật cũng chẳng muốn ngăn, bước nhanh đến ông lấy Chu Tử Tri từ phía sau. Chu Tử Tri thiếu chút nữa út mặt lên bồn rửa, nói em đang đánh răng. Út trạch cọ cầm trên đỉnh đầu Chu Tử Tri, anh ông tí thôi. Chu Tử Tri xuyên qua gương nhìn anh, trong lòng thở dài một tiếng, nở nụ cười. Cuộc sống ác có thăng trầm, cũng tràn ngập niềm vui, chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước, chưa biết chừng sẽ có thu hoạch ngoài mong đợi chu tử tri ngồi xuống bắt đầu ăn điểm tâm là món cháo gà bên trong có bốn năm quả táo đỏ vài hạt sen và cà rốt tỉa hoa người này ngoại trừ đôi lúc hơi tự kỷ ra gần như hoàn hảo rồi bụng em còn đau không giọng nói bên tai đánh gãy suy nghĩ bay loạn của chu tử tri cô ngẩng đầu cười cười em thấy đỡ nhiều rồi anh nấu cháo ngon quá anh nghiêng người kề mặt gần về phía cô cô hợp tác không chút keo kiệt xúc cảm mềm mại trên mặt rõ ràng ánh mắt út trạch thêm phần sâu thẳm. Một bát cháo, vị ngọt vô cùng. Bên út gia sắp xỉ gà bay chó sủa, út mẹ lại nhảy, lão út à, đêm qua con trai không có về nhà đó. Ánh trăng lấp ló sau đám mây, bên ngoài màn đêm đen kịt. Trong phòng khách, những món ăn mỹ vị trải dài trên mặt bàn, hương thơm lan tỏa bốn phía. Út Thành Đức uống ngụm trà, hòa nhã hỏi, sinh hoạt của nghệ sĩ rất bị hạn chế phải không? Chu Tử Tri nhỏ nhẹ đáp, những thời điểm không có lịch quay đều có thể tự phân phối thời gian bác ạ." À. Úc Thành Đức buông chén trà, nói tiếp, "Các phương tiện truyền thông hẳn là đặc biệt chú ý hành động của nghệ sĩ. Dạ, sẽ có một chút chu tử tri mím môi, quan trọng là ở tâm lý mỗi người, nhân vật công chúng thì không thể tránh khỏi bị quan tâm nhiều hơn." Úc Thành Đức ư một tiếng, "Năm nay cháu đã lên kế hoạch gì chưa?" Chu tử tri gật đầu, "Cháu nhận quay 2 đến 3 bộ phim." thời gian thừa thì để dành chăm chút cho bản thân và người thân. Cô âm thầm thở phào một hơi, bác trai này khiến cô cảm thấy có lực uy hiếp cực lớn, tâm lý luôn trong trạng thái khẩn trương tự như lần đầu tiên tham gia ứng tuyển vậy. Chu Tử Tri trò chuyện hòa hợp với Úc Thành Đức, trong phòng Úc Trạch và Khâu Dung lại là một cảnh tượng đối lập. Khâu Dung kiên nhẫn khuyên, con à, con có từng nghĩ một khi bên ngoài biết quan hệ của con với cô ấy sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng với Úc gia chưa? Bà nói tiếp, giới diễn viên hỗn loạn lại phức tạp mẹ nghe đồn rất nhiều nữ diễn viên vì muốn nhân vật nào đó đều nguyện ý cởi úc trạch sắc mặt thoáng chốc biến đổi đáng sợ anh mở miệng đánh gãy mẹ mẹ đang xúc phạm đến con trai mình đó khâu dung nhỏ giọng phản bác mẹ cũng đâu có ý chỉ chu tử tri úc trạch lạnh giọng nói con đưa cô ấy về đây cho mẹ gặp chứ không phải muốn khiến cô ấy buồn khâu dung nghĩ vậy là muốn mẹ buồn sao con thật sự yêu chu tử tri hơn cả Dương Phàm trước đây nữa. Con muốn cưới cô ấy, cho cô ấy tất cả những gì con có, út trạch ngữ khí tràn ngập khí phách, con yêu cô ấy. Khâu Dung thở dài, mẹ biết rồi, sẽ không khiến con khó xử, bà đổi giọng một chút, thế nhưng mẹ không hy vọng tương lai có một ngày, thấy tin tức của cô ấy lộn xộn với những người khác đâu đấy, út gia mình mất thể diện một lần vì người kia đã đủ lắm rồi. Còn nữa, gia đình cô ấy thế nào mình cũng chưa biết rõ ràng, lỡ đâu ham lần thứ hai đánh gãy úc trạch nhắc nhở khẩu khí lạnh hơn rất nhiều mẹ đây là bà xã con tự tìm khâu dung đành nuốt một bụng hỏa xuống chu tử tri kia là người rất có chủ kiến tâm tư sâu sắc tương lai thì chờ xem sao đã đại sảnh chu tử tri thấy úc trạch và khâu dung bước đến lập tức đứng dậy bác gái khâu dung lộ ra một chút ý cười ăn cơm tự nhiên đi cháu hồi phổ thông dương phàm ngồi phía sau anh cô ấy là cán sự môn ngữ văn Chu Tử Tri bỗng nhiên nói, em không muốn nghe, cô không muốn gợi anh nhớ tới thời thanh xuân niên thiếu với một cô gái khác. Vậy anh không nói, túc trạch cúi đầu hôn đầu ngón tay cô, Tử Tri, anh hy vọng giữa chúng mình luôn thẳng thắn với nhau, vĩnh viễn tin tưởng đối phương, được không em? Chu Tử Tri đầu ngón tay rung lên, lát sau, cô mới gật đầu, được. Sau khi ăn uống no say, Úc Trạch giọng điệu như thường nói, sang năm em có muốn chuyển qua bên chỗ anh ở không? anh bắt đầu trần thuật tỉ mỉ lý do hợp tình hợp lý. Như vậy, thứ nhất anh sẽ thuận tiện chăm sóc em hơn, có chuyện gì cũng không đến mức cách xa hơn nửa thành phố. Thứ hai, khoảng cách từ nhà anh tới công ty em cũng gần, có thể tiết kiệm chút thời gian đi đường. Thứ ba, anh nghe Bách Dục nói em muốn nuôi thú cưng, bên nhà anh có nuôi một con kim mau, hiền lành lại ngoan ngoãn, hoàn toàn hợp ý em rồi. Chu Tử Tri lắc đầu. Tự hồ nằm trong phán đoán, Úc Trạch bình tĩnh nói ra phương án B, vậy để anh chuyển qua đây. Chu Tử Tri. Cô dứt khoát giả bộ không nghe thấy, chạy tới phòng bếp rửa bát. Buổi tối út tổng lại mặt dày mày dạng không chịu về, Chu Tử Tri đổ nước ấm vào thùng gỗ, thả hai cọng xả vào. Mùi xả men theo hơi nước ấm bốc lên thơm nồng, trong thùng gỗ đôi chân to đặt cạnh đôi chân nhỏ. Chân út trạch không yên phận cứ cò cò chân Chu Tử Tri thì ra ngâm chân thoải mái thế này, lần đầu tiên anh được trải nghiệm cảm giác này, nhiệt độ thẩm thấu từ lòng bàn chân, dung nhập mạch máu, thật dễ chịu. Chu tử tri khóe miệng run rẩy, bị cọ nhột nhột. Một người ngâm càng thoải mái hơn. Úc trạch không đồng ý, anh thấy hai người càng tốt, nói xong lấy hai chân bao lấy đôi chân nhỏ nhắn của cô. Chu tử tri trừng mặt nhìn hai cái chân to, không nói gì. Em để khăn lau ở đâu, Úc trạch sờ đến một cái khăn lông lớn màu lam, cái này hả? Chu tử tri chỉ chỉ, cái màu xám bên cạnh đó. Cô chuẩn bị nhấc chân ra, út trạch đã đưa tay giữ chân cô cách mặt nước, lấy khăn mềm bao lấy, cướp đi những giọt nước lưu luyến động trên đôi chân. Chu Tử Tri tim đập chậm nửa nhịp, lại điên cuồng nảy lên. Có một loại cảm giác lặng lẽ bắt đầu sinh sôi nảy nở từ lòng ngực, mạnh mẽ sinh trưởng khắp tứ chi, từ trong ra ngoài tràn lan toàn thân. Loại cảm giác này có tên là hạnh phúc. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, đối phương vẫn đang nhập thần chăm chú. Chu tử tri nhẹ giọng gọi, út trạch. Út trạch sốc lên một chút mí mắt, ừ. Chu kiến huy nâng tách trà đặt đưa lên miệng nhấp hai ngụm thấm giọng, sai bảo, tử tri, con sang tiệm tạp hóa mua cho ba một bao thuốc lá. Chu tử tri cởi bao tay, hỏi lại hiệu gì vậy ba? Chu kiến huy lúc đầu không nghe, sau đó mới phản ứng, gì cũng được, à, hoàng mai ấy. Chu tử tri chân trước mới vừa đi, chu kiến huy liền đứng dậy kêu từ thọ tình vào phòng riêng cũng không biết hai cụ bàn bạc cái gì, mà từ thọ tình mừng rỡ cười ra tiếng, âm thanh vang tận sang nhà hàng xóm cách vách. Giữa trưa, từ thọ tình đặc biệt vui vẻ, bước chân nhẹ bẩn như lướt mây cởi gió, chu kiến huy tinh thần hứng khởi, đầu khẽ lắc lưng ngâm nga khúc kinh kịch, ngẫu nhiên còn vật bóng, đã vô bức tường hai ba phát. Nếu không phải chắc chắn cửa chính nhà họ chu không có dáng chữ hỷ đỏ, láng diện còn tưởng bọn họ chuẩn bị gã con gái đấy. Chu Tử Tri cúi đầu ăn bánh canh bột gạo nhà làm, vừa mềm vừa thơm, vớt hai miếng trứng chiên sang một bên, bưng cả tô lên miệng hút nước lèo sồng sọc. Mẹ chuẩn bị một túi bột gạo cho con rồi đó, chừng nào đi nhớ mang theo, từ thọ tình lấy hai ba củ lạc bỏ thêm vô túi, còn có rau má, thịt muối con thích ăn nữa, đều là những món đơn giản dễ làm dễ ăn, ai biểu tay nghệ bếp nút của con gái bà cũng thường thường thôi chứ. Chu Tử Tri trong miệng còn thức ăn nên giọng nói hàm hồ, mẹ gửi chuyển phát dùng con, lát nữa con bắt xe đến thẳng công ty luôn rồi, cô có thể ngồi xe, nhưng không thể lái xe, đến cùng vẫn không vượt qua không được nỗi sợ hãi nên không mua xe, bình thường đi làm đều nhờ xe công ty đưa đón, những lúc rảnh rỗi hầu như rất ít ra ngoài. Từ thọ tình gật đầu, để mẹ gọi, bà nhìn chăm chăm chu Kiến Huy. Chu Kiến Huy vừa vớt mấy cọng bánh canh lắng dưới đáy chén vừa hỏi, tử tri, con gặp ba mẹ cậu ta chưa? Chu Tử Tri nuốt đồ ăn xuống, trả lời rành rọt dạ còn có đến nhà gặp một lần dưới bàn chu kiến huy bị từ thọ tinh đá chân đến tê rần ông khụ một tiếng buông đũa hỏi nhà bọn họ dễ không chu tử tri nghĩ nghĩ cũng được ạ à. còn úc trạch từ thọ tình thấy chu kiến huy vô dụng hỏi thăm mấy câu cũng không xong dáng vẻ bực tức như muốn gõ ông một gậy tự thân mở miệng hỏi cậu ta tốt với con chứ chu tử tri mỉm cười rất tốt ạ à? từ thọ tình và chu kiến huy nhìn nhau tảng đá đè nặng trong lòng đều rơi xuống không như mọi người nghĩ vận động viên về hưu sinh hoạt khó khăn lắm thậm chí bi thảm đến nỗi loay hoay từng bữa ăn những bó hoa tươi những tràng vỗ tay những tấm huy chương hay lá cờ tổ quốc đều đã là dĩ vãng những năm sau này con gái đã giúp họ nhận thức hiện thực rõ ràng từ việc kéo họ thoát ra khỏi cái bóng quyền lực quá khứ con bé hiển nhiên trở thành hy vọng duy nhất của cả hai vợ chồng Người đàn ông ngồi trễm trệ trên ghế mang trong mình hai dòng máu lai giữa phương Đông và phương Tây, ngũ quan cân đối hài hòa, hai tay giao nhau tùy ý đặt trên đùi, bên môi đeo một nụ cười đạm mạc, nhìn chung tư thái khá hiền hòa thân thiện. Kiều Tứ, tổng giám chế công ty hành tinh, hơn 40 tuổi, thường ngày vẫn chú ý rèn luyện thân thể nên dáng người trông trẻ hơn tuổi thật một chút, mỗi động tác giơ tay nhất chân đều mang theo vài phong vị nho nhã anh khí bộ phận đặc biệt nhất trên gương mặt chính là cặp mắt phượng sắc lam thâm thúy mê người mỗi lần nhìn chăm chú vào vật thể nào đó đều phản phất như đó chính là bảo bối quý hiếm có một không hai trên đời cũng vì lẽ đó mà thường dễ dàng tháo dỡ lớp đề phòng dựng sẵn của người đối diện từ đó khiến người ta xem nhẹ con người sắc bén sâu hung hút kia Tử Tri ngồi đi Chu Tử Tri kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh Kiều tướng an ý như ngồi trên sofa đối diện ánh mắt xa cách nhìn cô đang xen chút ghen ghét Kiều Tứ không trực tiếp vào chủ đề, tự như nói chuyện phím trong nhà, mở đầu hỏi sân khấu đón giao thừa năm nay hai người có xem qua không? Tiểu phẩm leo núi là điểm nhấn trong bữa tiệc ấy đấy. An ý như nở nụ cười diễm lệ, đáp có xem chứ, rất lôi cuốn. Chu tử tri uống một ngụm cà phê, ngón tay ma sát mép chén, thấy kiều tứ nhìn qua phía cô, cô lắc đầu, nhà tôi cúp điện, đợi lúc có điện cô đã leo lên giường ngủ mất tiêu rồi, không thấy tivi phát lại, vì vậy chẳng có khái niệm gì cả. Tiếc vậy, kiều tứ nhất chân đang bắt chéo thả súng, tiếc mục đài địa phương sơ nhất còn thú vị hơn nữa kìa, hắn cười khẽ, nhưng mà thú vị nhất vẫn là bản tin nóng hổi mới đây. Không khí lập tức bị đè nén. An ý như trưng ra vẻ mặt tổn thương, kiều tổng, trong chuyện này tôi là nạn nhân vô tội. Mọi người đều quen biết mười mấy năm rồi, đừng dở trò vặt trước mặt tôi, kiều tứ nụ cười không giảm, an ý như, có vô tội hay không không phải chỉ mình cô nói là đúng, phải để khán giả phán xét, mà chính người thì cũng hết 10 ý đánh giá khác nhau, thứ tôi muốn là một đáp án thỏa đáng duy nhất. An ý như sắc mặt có chút cứng nhắc, chu tử tri đến giờ vẫn không tự động mở miệng là chính xác, xem ra cô cũng có hiểu biết đôi chút về con người kiều tứ, mỗi một câu nói hắn thốt ra đều đào sẵn một cái hố chờ trực con mồi nhảy vào. Kiều tứ bưng cà phê lên miệng, nói, chiều nay tôi còn phải dùng cơm với đối tác. Ngụ ý là đừng làm mất thời gian của tôi. An ý như cười mất tự nhiên, kiều tổng, fans có tự do của họ, tôi biết phải làm sao chứ. Cô đem toàn bộ trách nhiệm đẩy sang fans, mục đích muốn tách mình ra khỏi đống nghi vấn. Chuyện nữ bồi rượu quả thực do cô ở phía sau giật dây, tấm ảnh kia cũng là do cô chụp. Năm đó mọi người tụ tập ăn uống cũng có mặt cô, còn có vài người bạn nữ khác nữa. Chẳng qua cô ra ngoài đi về đúc xê lúc trở về nhất thời nổi hứng, chụp mấy tấm, Vừa vặn có chu tử tri một mình ngồi giữa mấy người nam đang ngửa đầu cạn ly. Hết chương 20, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.